Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Hệ thống Hồng Đức. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những mẫu xe mini bike đến từ nhà Honda. Và đặc biệt hơn, đây là dòng xe biểu tượng từ những năm 60, đó chính là dòng xe Honda Monkey. Đây là những xe đến từ những khách hàng của Hệ thống Hồng Đức và được lên đồ chơi cực kỳ khủng. Các bạn hãy cùng đã khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ xe của những chiếc Monkey này và tìm hiểu xem những chiếc xe này lên đồ chơi như thế nào các bạn nhé. Và cái bên Đạt đây thì đó là anh Đạt, chủ xe của chiếc Monkey này luôn. Dạ, em chào mọi người ạ. Anh hãy chia sẻ một chút về cái dòng mini bike này luôn ạ. Thì là cơ duyên nào đưa anh đến với cái dòng mini bike này? Cũng là một phần em do em đi ngang cửa hàng Honda em thấy nên là em tìm hiểu từ lúc đó. Rồi sau khi mà chơi lâu rồi bắt đầu thấy mấy món đồ chơi nó đẹp nên mình gắn kiển vô hèm cho nó đẹp thôi. Dạ. Chiếc xe của anh Đạt là chiếc màu vàng này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì em thấy có thể là gần như là lên đồ chơi đỉnh nhất trong mấy chiếc này luôn rồi. Anh hãy chia sẻ một chút về xe mình luôn á, là lên đồ chơi như thế nào không? Xe em hả? Xe em lên hiện tại là em lên kiển như bô, mâm, phuộc, đồ, tai, hắn, tay côn rồi. Đồng hồ, nói chung là cũng nhiều thì em lên cũng còn mấy món zin nữa thôi chứ ngoài ra là cũng gần hết xe rồi. Không biết là cái tổng thời gian đến hoàn thành cái bản độ này là trong bao lâu anh ha? Dạ, hơn 2 năm. Hơn 2 năm? Dạ. Rất là tâm huyết đúng không ạ? Dạ, tâm huyết. Cái mâm này em thấy nó gần như là giống là cái mâm CNC đúng không ạ? Dạ đúng CNC. Rồi, đúng rồi, mâm CNC của Nigojet. Cái mâm này bây giờ mà nếu mà đặt về cũng phải 2-3 tháng á. Dạ, nói chung là thời gian đợi đồ lâu chứ nếu mà có sẵn hết thì mua thì nó nhanh. Mâm này là của hãng Nhật của Thái Lan. Thái Lan. Dạ. Dạ. Em thấy bên đây thì có một con heo hắn thì em có thể nói thêm về con heo hắn này. Heo hắn này là của 8.1. Con heo này thì phải mua rồi phải làm bát lại. Con heo này 4 bit. 4 bit. Dạ, CNC. Dạ. Ngoài ra thì cái bô này. Em thấy ấn tượng là cây bô đó. Dạ, bô bit. Dạ, dạ bô. Anh ơi, cho em biết cái mã bô Acro bit này là bô gì không anh? Bô cho làm riêng cho Monkey luôn. Dạ. Bô này thì đợt em mua lon với cái ốp này thì nhanh, ngoài ra cái cổ thì em đặt tới 7 tháng lận. Dạ, nên nó lâu. Bây giờ thì mình cùng qua một vài xe khác đi, thì không biết anh hay giới thiệu sơ những chiếc này. Dạ, giống như xe này là của anh Long, idol tốt tốt. Dạ, xe anh Long thì cũng lên mấy món cơ bản như là phuộc ô liền với bô Yoshimura. Này lên xương xương ha. Dạ, xương xương cũng nhiều á. Xương với ghi đông CNC của Thái. Dạ. Còn chiếc màu xanh bên này sao? Chiếc bình thường. Xe này là lên cái baga với một cái phuộc của Showa. Phuộc này bây giờ cũng đỉnh ở trong dòng phuộc của Monkey rồi. Hình như mình có chỉnh được mấy cái nắp này luôn đúng không ạ? Dạ đúng Showa rồi, đúng rồi. Bình chỉnh bình dầu với chỉnh độ nén của lò xo. Dạ. Rồi em cũng rất cảm ơn anh Đạt cho buổi có mặt hôm nay để giới thiệu về 4 cái chiếc Monkey rất là đặc biệt này ha. Thì hẹn gặp lại các bạn trên kênh Hệ thống Hồng Đức để cùng xem những chiếc xe đặc biệt hơn nữa trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.